rất là hay đúng không ạ? Hiện tại thì em đang kết hợp giữa hai sản phẩm âm thanh máy ảnh giữa dòng loa JBL KI512 cùng với âm ly 506. Tổng giá trị của bộ dàn này chỉ có hơn 9 triệu một chút thôi nhá. 9.300.000, 4.800.000 cho cặp JBL KI512 USA và 4.500.000 đồng cho ly 506 Saken. Đây là hai sản phẩm bãi mà bên em vừa mới về được những cái lô hàng cực kỳ là đẹp. Và đối với giá thành này thì bên em đã bao toàn bộ chi phí vận chuyển cũng như là dây dắt kết nối cho các bác. Thì cũng như đã thông báo cho tất cả các bác và anh em ở trong những video trước của hàng này, thì lần này bên em vừa mới về được một lô KI512 thằng USA. Lô lần này về thì được số lượng cũng không được nhiều cho lắm, chỉ trên một chục cặp thôi. Tất cả vẫn còn đang nguyên trong ni lông này. Giá 4.800.000 đồng. Nội thất ruột gan thì em đã tháo ra rất là nhiều rồi. Dòng loa 3 đường tiếng với 1 bát 30, 1 trung và 1 chép. Trong nhĩ đều có số seri này. Và màng bát cũng đầy đủ số seri. Số seri trên bát, trung và chép. Và tất cả những sản phẩm hàng bãi này thì em luôn luôn cam kết là hàng bao zin, chưa qua động chạm sửa chữa. Phân tần toàn bộ đều là trở về đích chữ đỏ và tụ run tách. Bông tiêu âm một sợi thủy tinh đen 4.800.000 đồng cho một cặp loa JBL KI512 hàng USA. Đây là một trong những dòng loa mà các bác có thể sử dụng để hát karaoke và nghe nhạc. Đặc biệt chất âm mà dòng loa này phiên bản này cho ra thì cực kỳ là hay. Logo JBL có thể phát sáng khi các bác chơi nhạc đẹp tủ đến ngưỡng công suất quy định của nó. Kết hợp với âm ly 506 4.500.000 đồng thì lên rất là sáng, rất là đẹp này. Toàn bộ thì đều được sử dụng núm béo nhá. Con này thì công suất khá là lớn. Đối với cái dòng âm ly này thì các bác có thể ghép thêm một cặp loa bát 20 hoặc 25 để trợ lời nữa, ghép thêm những bộ micro không dây để hát karaoke. Và phiên bản này thì hiện tại đang được sử dụng dòng IC50195, IC xịn của Hàn nên là cho ra chế độ vang nhại cực kỳ là hay. 9.300.000 một bộ dàn âm thanh, một bộ dàn karaoke rất là hay, rất là chuyên nghiệp tại gia đình. Các bạn nào có nhu cầu quan tâm, muốn đặt hàng và tìm hiểu kỹ hơn về bộ hình này thì có thể liên hệ trực tiếp đến hàng hàng qua Zalo số điện thoại 0967 345 155. Bây giờ thì xin mời tất cả các bác và anh em cùng đi thưởng thức những bản chất âm từ bộ dàn ngày hôm nay cho ra nhé.